Tổ tiên dặn kỹ, người lông mọc ở năm vị trí này, ngồi không cũng có lộc, phúc lớn mạng lớn, phú quý suốt đời. Thứ nhất, lông mọc ở ngón chân cái. Thứ hai, lông mọc ở trên nốt ruồi. Thứ ba, lông mọc ở tai. Thứ tư, người có lông mọc trên đầu gối. Và thứ năm là người có lông mọc trên bụng.